Hello, xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với cho mình nha. Mình là trưởng sở tại đây, ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về cái bộ ba robot biến hình em ơi. Vãi cả trưởng luôn, không biết là tem bên kia có bị đứng hình hay không. Thì em cứ bình tĩnh nhá. Rồi, mình hôm nay mình đã tuyển được hai thí sinh có cái thể nói là đẹp trai nhất của group để làm clip này. Ok, thì mình cũng cảm ơn hai bạn này trước và chúc toàn thể anh em có một buổi tối vui vẻ nhá và ấm áp bên gia đình. Ok, như vậy là tem ngày hôm nay thì gồm những thí sinh như sau. Thứ nhất là ôm mê gái, hay còn cái tên khác đó chính là ôm Mega ở điện máy xanh anh nhá. Ông nào mà muốn mua tivi tủ lạnh thì hãy đến đây. Đó, chúng tôi phục vụ 24/24. Ok, điện máy xanh, bộ trang phục rất là đẹp. Và thí sinh tiếp theo chính là Batman rơi địa ngục. À quên, rơi địa ngục nhanh nhá. Đó, bộ trang phục này cũng là được xếp vào tầng lớp là robot. Tiếp tục đó chính là Mark hiệp sĩ nhí. Đây chắc chắn là bộ trang phục robot rồi. Người này người máy bay anh em ạ. Ok. Anh em chúc anh em coi clip thật vui vẻ và chuẩn bị xem những cái pha trình diễn thời trang em ơi. Đó, các vị tướng robot bật ra khoe dáng thì thôi, chất lừ luôn. Đấy, bảng bộ trợ ngày hôm nay thì mình sẽ mang đó chi là bộc phá nha anh em. Bởi vì sao? Mang bộc phá để đi KS thôi. Rồi, anh em có thể thấy ba bộ trang phục trông rất là ngầu, ngầu nhất của Liên Quân Mobile luôn. Đó, robot biến hình vãi cả trưởng luôn. Tí vào clip thì anh em sẽ xem nó biến hình sau. Đó, thì tem ngày hôm nay thì chúng mình đụng độ với các thí sinh linh hồn nữ khách Azenka, Minh Hiệu chơi The Flash con cu nhỏ nhỏ siêu nhân đỏ do Tân Hoài chấm chơi vãi trưởng ông. Ngộ không do cái gì ấy, cái kiếm với lại người. Đó, chơi anh em ơi. Thì không biết là có ăn lại được không, nhưng mà theo mình nghĩ là tem bên kia có vẻ là sốc đam hơn, sốc đam tuần tập hơn. Nhưng mà tem mình về lết thì thôi, cho các bạn đánh nhau vãi cả trưởng ạ. Ok, thì mình cũng đang rất là hồi hộp anh em ạ. Không biết là có chiến thắng được không, nhưng mà tôi rất là hồi hộp, bởi vì tôi đánh con này lần đầu anh em ạ. Được rồi, thì không sao cả. Vui là chính thôi. Đó, giao lưu với lại các bạn trong group là mình rất là vui rồi. Được rồi, 100% hết rồi mà chưa có ai dô cả. Anh em dô dùm tôi cái. Rồi, dô đi. Đó, 1, 2, 3 dô, 2, 3 dô, 2, 3 uống. Rồi, luôn uống luôn. Đó, sắp đến mùa hè rồi, bia biếc đầy đủ. Ok. Được rồi, trông rất là đẹp luôn. Và như vậy là trận đấu chính thức được bắt đầu rồi. Đấy, mình sẽ cùng các tem của mình, cùng đồng đội của mình lên chinh chiến nhanh nhá. Đấy, anh em có thể thấy hai ba bộ trang phục người máy, đó robot. Đó, vị tướng ông mê gái với lại Mark thì chắc chắn là robot rồi. Còn ông Batman này mới thôi, mới trở thành robot thôi. Khi mà có trang bộ trang phục rơi quỷ nhanh nhá. À, rơi địa ngục. Rồi, hello anh em, ok, chào bạn nhá. Đó, chào tất cả bạn. Rồi. Có khi là nượm tạm con Blue rồi luôn, không cho mình con Blue. Đấy, thì có khi là sang đây chinh chiến luôn. Mình đang có cái chiêu 1, đó tăng rất là nhiều giáp, như vậy là đứng hình này. Trời ơi, xịt rồi. Xịt rồi bạn ơi. Rồi, Ngộ Không đang mắt nạt Batman kìa. Trời, Batman về ngay. Trời ơi, chúng nó úp sọt cho nên làm sao mà chạy được. Rồi, đứng hình nhá. Đứng hình luôn này. Hai lần đứng hình, tôi tốc biến bỏ về cho chắc cái. Chắc cú cái bởi tôi đánh con này lần đầu nha bạn. Cứ bình tĩnh thôi. Ôi trời ơi, thôi xong tôi rồi. Vãi cả trưởng ạ. Đó. Rồi, như vậy là một pha nghịch ngu đánh đu với đời. Đó, ba thí sinh theo mình đã phải úp mặt vào sông quê. Trời ơi, không thể tin nổi nhá mà. Ba cái thằng người máy cao to đen hôi như thế vậy mà cuối cùng bị nó đập cho. Ok, rất là gay go. Tem bên bạn là sốc đam rất là ổn anh em ạ. Không biết là có đú lại được không. Thôi cứ bình tĩnh nhanh em. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh luôn. Được rồi, mình sẽ cùng tem pha bình thường thôi. Đó, lóng máy làm cái gì. Chết đòn thôi. Ok, trời ơi, mình đã thấy Ngộ Không đây rồi. Và có khi là Ngộ Không sẽ phải ăn chuối pha này. Rồi, chúc mừng bạn. Đó, một vé lên đảo luôn. Đó, lên đảo hoàng cùng với Robinson luôn. Đấy, như vậy là một mạng đầu tiên dành cho mình. Đó, cũng là một mạng đầu tiên của tem mình. Rồi, trời ơi, cái thằng bóp giái kìa. Ở cái thằng Azenka nó có chiêu bóp cái giái rất là khó chịu luôn anh em ạ. Tức là đấm chiêu từ ở dưới đất lên. Đó, móc lên. Đó, anh em thử hiểu cảm giác khi mà tướng địch bị ăn móc như thế nào. Ok. Thì ơi, mình sẽ farm bình thường nhanh nha. Farm con quái đá này lấy tí mana. Rồi, bạn ăn cũng là cái tốt thôi. Bởi vì mình cũng có con blue rồi. Rồi, Batman đang rình rập. Ra úp sọt cái thằng Ngộ Không. Ngộ Không đã trở về rồi. Còn mỗi Azeka thôi, tem bạn sẽ chết hết. Ulti luôn này. Đó, quay, trời ơi, như trống trống tre luôn. Rồi, Azenka chạy đâu. Và như vậy là có điểm hạ số là 3 luôn. Đó, 3 điểm hạ số. Đấy.
các bạn cái tem địch xuống xác hết rồi. Khổ lắm cơ, chống cự làm gì với mấy anh robot đi em ơi. Rất là trâu khỏe vãi trưởng à. Đấy, khi mà đánh xong thì tem mình vẫn còn nhiều máu nhanh nhá. Rồi, như vậy là vừa có một pha chửi ngu đến từ Ngộ Không. Ngộ Không do ức chế với tem quá đã chửi rồi. Vui tính thật đấy. Thì trận đấu này mình với tem sẽ không đẩy trụ nhanh nhá. Đấy, đánh tới bến luôn. Cái gì phải đẩy trụ. Rồi, đã lên được cái giáp Gaia. Và Batman đang bật ulti rình rập rồi. Bây giờ bay ra cái là có án mạng luôn. Đấy, rồi, làm sao đứng hình luôn này. Đó, Ngộ Không bị ăn đứng hình rồi. Và mình sẽ ra mình đập. Trời ơi, nó tốc biến luôn. Ok, xoay ulti này. Úi dồi ôi, thốn đến tận rốn luôn. Anh em thấy chưa? Đấy, đừng có đùa. Thốn đến tận rốn rồi, một đập một choáng này. Nào, Ngộ Không. Ngộ Không bị ăn thính rồi bạn ơi. Mình vẫn còn chiêu một cơ. Rồi, hay quá. Ôi thôi. Trời, biết men tham mạng quá hay sao anh em ạ. Đang tự nhiên sấp mặt vào đấy. Thôi, xong rồi. Nên tôi đang gọi là bật cái chiêu một. Đang đi đánh võng tí mà cuối cùng bị cái thanh niên kia bộc phá anh em ạ. Không thương tiếc. Rồi, thì em có thể thấy là sức mạnh của biệt đội robot ngày hôm nay. Đấy, biến hình. Biến hình cho tem bạn đứng hình luôn. Ok. Đây, món tiếp theo mình sẽ lên cái khiên thuật truyền nhanh nha. Lên full tank luôn để bảo kê cho hai cái bạn kia. Bạn đánh nhân sung. Đấy, mắc sát thương chuẩn. Batman khả năng hồi phục HP, sốc đam cực tốt. Theo mình gọi là rất là bá đạo rồi. Đây, mình sẽ đứng nhìn Batman đánh nhau với Ngộ Không. Thôi, phụ tập phò tá tí. Và như vậy Ngộ Không chính thức sắp mặt rồi. Đây rồi. Đâu rồi? Giờ Flash đã chạy lên kia rồi. Và như vậy là có chạy được không? Quét sạch đuôi anh em ơi. Đánh em thấy chưa? Bá đạo vô cùng luôn. Không còn gì nào nột tả được cái sức mạnh của bộ ba robot. Đó, lần đầu tiên xuất hiện anh em. Đấy, lần đầu tiên xuất hiện luôn. Đây, lấy đi cái trụ đã. Nhìn nó ngứa mắt quá. Và mình sẽ không đẩy cái trụ kia nhanh nha. Gọi là thả thính thêm lúc nữa, ăn mạng thêm lúc nữa rồi team mình sẽ kết thúc game. Đấy, lên cái huyết giáp nhở. Hoặc là một cái món khác. Không, mình nghĩ lại rồi. Có khi là mình sẽ lên cái khiên thất truyền này. Hoặc là cái, ok, lên khiên thất truyền. Thì lên khiên thất truyền này trói buộc tinh thần kẻ địch. Ngộ Không không kịp vụt luôn. Rồi, Batman đang bay vào. Đó, nhìn Batman quẩy mà tôi rất là xúc động thay cho team bạn. Rồi luôn, lần lượt lên bảng điểm số. Có kịp trở tay đâu. Đứng hình liên tục anh em ơi. Batman cũng có chiêu choáng và Omega cũng có chiêu choáng anh em. Omega thì có hai lần choáng luôn. Và Batman thì có một lần choáng. Không biết là Mark có choáng không. Thì mình cũng chịu luôn. Mình chưa chắc cho để ý Mark bao giờ. Ok, Mark đang ăn con Blue. Ăn nhanh thế chứ lại. Chưa kịp làm gì luôn. Có khi là trận đấu này tôi sẽ phải đứng sau, tôi cổ vũ cho hai bạn này. Ông bạn này ông đánh thôi. Đấy chứ một mình tôi ba ông lên thì chắc chắn là team bạn sẽ thua rồi. Đấy thôi, đứng cổ vũ cho hai ông đánh nhau. Đấy, nói chung là tôi đứng cổ vũ cho ông Batman ông vào kìa. Đấy, một mình ông chơi. Có thế thôi. Rồi, một mình ông chơi không lại, ăn lại được Ngộ Không luôn. Ngộ Không nó chạy về rồi. Và cuối cùng là ông Max sang chơi. Đấy, team các bạn có kịp đánh đâu. Đây này, giời ơi, tí nữa đập mặt vào mình mà choáng nhá. Ok, ăn con rồng lộn kìa đã. Mình cứ nghĩ là team này nó không ăn thua cơ. Nhưng mà khi mà sắp xếp team mình nó rất là bá đạo. Anh em thấy chưa? Một mình Batman có thể quẩy. Có cần thiết phải động đến hai cái thằng trâu bò này vào đâu. Rồi luôn, Batman đang đuổi. The Flash chạy đâu. Ok, tốc biến, trời ơi, bộc phá. Không thành công em ạ. Nó trở về cái bong cũ. Rồi bạn chạy đâu. Bạn chạy này rồi luôn. Quét sạch luôn anh em ơi. Có khi nào kết thúc game không? Có không, nhây thêm tí nữa anh em ơi. Nhây thêm vài mạng nữa. Đấy, rất là bá đạo luôn. Team mình ăn 14 trên 5 nha anh em. Và nếu các bạn thấy clip này hay, cũng như ủng hộ ba cái thí sinh robot biến hình này, ok, làm con team của bạn đứng hình, thì anh em nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok, và nhớ bấm biểu tượng chuông để mỗi khi mình ra clip anh em có thể theo dõi rõ hơn. Ok, nó rồi, tiện luôn. Và như vậy là chết luôn nhá. Rồi mình đập vậy mà cuối cùng không ăn được luôn. Ấy, cái thanh niên mắc kia vui tính thật. Bay lên cái xác làm gì không biết. Từ, nhây em tí nữa đi. Team mình vẫn còn xanh mà. Nhây đêm lúc nữa không ăn vẫn được mà. Đó, bây giờ tôi mong là các ông sang đây đánh nhau, tôi cổ vũ cho các ông chết hết đi.
Ok, luộc tạm cái con rồng lộn này cái đã. Rồi luôn. Luộc rất là nhanh luôn. Tại gió to quá anh em thông cảm. Đấy. Mình để ý cái vị tướng này đi đi bằng cái viên đá tròn tròn ở dưới anh em ơi. Trông rất là ngộ nghĩnh luôn. Rồi luôn, dám bắt nạt Batman nhà mình. Ok, xoay ulti chết luôn. Trời, Batman tôi chết rồi. Thôi tôi xong rồi. Thôi thôi các bạn ơi, về mắt ơi. Team nó đau lắm, nó đánh đau lắm. Rồi, tôi đập choáng này. Úi giời ơi, nó ra chiêu chậm lắm anh em ơi. Hay quá. Mark đốt cái sát thương chuẩn và cuối cùng á, ngộ không này. Làm sao? Tôi cân luôn ấy. Thôi. Mẹ cái chiêu ulti của Azenka thốn vãi cả trưởng ra. Ôi đứng đấy một lúc mà nó đốt máu gọi kinh kinh các bạn. Chết luôn rồi. Vớ vẩn, team bạn nên lật vỡ mồm.com thôi. Đấy thôi, tôi xong cái mạng này là nên kết thúc game luôn nha anh em. Đấy, chào anh em cái. Ok. Không biết là tích được cái ba cái nội tại gì kia mình cũng chả khó hiểu anh em ơi. Ơi con này mình sẽ bán cái này đi, mình sẽ lên cái giáp hộ mệnh nha anh em. Để cho nó hồi sinh nó chắc. Đâu rồi giáp hộ mệnh đâu? Đây. Lên cái giáp hộ mệnh để hồi sinh nó chắc. Có thách kẹo team bạn gọi là dám bay vào ăn mình. Bay vào ăn mình cái là Batman nó túm cổ luôn. Đó. Rồi. Vãi trưởng luôn. Từ bạn ơi, Batman ơi. Úi dồi, Mark bay nhanh thế. Thanh niên này có hứng thú với cái trò bay. Ok, nó mà đi vào trong bệ đá cổ thì thanh niên bay vào chết luôn ấy. Rồi có khi mình bán này đi, lên cái khiên thất truyền hơn. Đây, mình sẽ sang mình nhây này. Nào, bay vào đây. Úi dồi, úi giời ơi, làm sao. Quay này. Rồi, trong chóng tre đã được kích hoạt. Và như vậy là The Flash đã ra. The Flash cũng kích hoạt trong chóng tre. Nhưng mà trong chóng tre của bạn bị chịt vòi luôn rồi. Ok, chết luôn. Hay quá. Team mình đánh rất là hay luôn. Mình không kịp bộc phá luôn anh em ơi. Rồi. Ngộ không đã trở về. Và như vậy là Azenka đã chính thức bỏ cuộc. Đó. Tức là nhìn thấy các robot đẹp dài quá thôi. Thôi chúc anh em mà thắng vinh quang đấy. Tôi không quan tâm nữa. Rồi có khi nào mình sẽ đẩy trụ và thắng luôn. Đấy, kệ thằng ngộ không. Đó, mình là người kết thúc game. Đó, đẩy trụ. Tôi là người đẩy trụ. Rồi luôn. Quay này. Quay. Rồi luôn. Và như vậy là clip đến đây là kết thúc. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ mình nhá. Bye bye tất cả anh em. Và hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Máy yêu các bạn. Bye bye. Ôi giời, em VB về Batman.